Tập 24. Cẩn Hàn, chuyện triển lãm ảnh, cảm ơn cậu nha. Không có gì, là công lao của mọi người thôi. Còn nữa, cảm ơn cậu đã giúp tôi ở đoàn làm phim. Trước kia tôi luôn có thành kiến với cậu, tưởng cậu mắc bệnh ngôi sao không kính nghiệp, là mình hiểu lầm cậu rồi. Thực ra cậu là một diễn viên tốt, kính nghiệp và rất cố gắng. La Lệ Lạp, cô Trần tìm cậu đó. Cô Trần, cô tìm em. La Lệ Lạp, Tào Nguyên đã chủ động nhận lỗi với cô. Bài đăng là do em ấy đăng. Thì ra là cậu sao? Mình thật sự không cố ý. Phải, ban đầu mình rất tức giận. Mình muốn đăng ảnh của cậu, nhưng mình đã mau chóng bỏ ý định. Có điều ai đó đụng vào người của mình, cho nên mình mới đăng lên. Tào Nguyên thấy ăn năn, cho nên em ấy mới chủ động thừa nhận với cô chuyện em ấy đăng bài đó. Nếu đã biết ai là người đăng bài, là Lệ Lạp, em muốn xử lý chuyện này như thế nào đây? Cậu ấy đăng ảnh của em, những ảnh đó đều là sự thật, em không có gì để nói. Nhưng cậu ấy lan truyền tin đồn em phẫu thuật thẩm mỹ. Mình không có. Tin đồn phẫu thuật đó thật sự không phải cho mình lan truyền đâu. Mình thề đó không có liên quan tới mình. Thật sự không liên quan sao? Thật mà. Nếu em ấy đã thừa nhận em ấy là người đăng bài, vậy thì chuyện tin đồn không cần thiết phải phủ nhận. Cô nghĩ người tung tin có lẽ là một người khác, nhưng mà người tung tin sợ là sẽ không dễ điều tra đâu. Dù tìm ra được người lan truyền tin đồn, cũng không thể ngăn được miệng người khác. Làm tốt bản thân mình là được rồi. Cô Trần, về chuyện lần này chúng ta dừng lại ở đây đi. Em không muốn truy cứu. Còn nữa, nếu lúc trước tôi nói gì làm gì sai, gây tổn thương cho cậu, tôi xin lỗi cậu. Không, không có. Là mình có lỗi với cậu trước. Về chuyện bài đăng đã điều tra rõ ràng rồi. Người đăng bài cũng đã xin lỗi trước mặt bạn La Lệ Lạp. Sau này mọi người không được bàn tán về chuyện này nữa. Tập trung tinh thần vào chuyện học, chuẩn bị cho thi khảo sát tháng sau. Được rồi, lấy sách vở ra đi. Tốt quá rồi, cuối cùng đã lộ chân tướng. Bây giờ thì La Lệ Lạp cũng không cần buồn bã nữa rồi. Trước kia La Lệ Lạp luôn chỉ mũi nhọn vào cậu, cậu còn quan tâm cậu ấy sao? Lúc trước cậu ấy còn bôi nhỏ cậu mà, sao còn giúp người ta? Mình tùy việc mà xét. Mình cũng tùy việc mà xét thôi. La Lệ Lạp trước kia cô trở về rồi. Cũng không biết lúc nào Tôn Hâm và La Lệ Lạp mới làm lành với nhau. Làm sao đây? La Lệ Lạp lại khóc rồi. Rõ ràng chuyện đó đã được giải quyết rồi mà. Cậu ấy đã đi đâu? Mỗi lần tan học cậu ấy đều ra ngoài một chuyến. Lúc về thì mắt sưng lên. Rõ ràng là mới khóc xong. Có phải cậu ấy vẫn chưa nghĩ thông không? Thay vì ở đây đoán bừa, chi bằng đi xem thử đi. Đi. Lên phía trước xem. Bố, đừng có rời xa con. Bố, đừng có rời xa con mà. Bố, đừng có rời xa con. Chúng ta biết điểm M trên trục tung OX có thể được biểu thị bằng số thực X tương ứng với nó. Sau khi lập hệ tọa độ dung gốc trong không gian, điểm trong không gian X, Y, Z sẽ thể hiện
Được rồi, tan học đi. Được rồi, đi thôi, ăn cơm thôi. Hôm nay đi ăn cơm chung đi. Cậu nói cái gì? Không lẽ là cậu hẹn Hằng Hạ đi ăn chung? Không có, không có. Vốn dĩ mình đã định đi ăn một mình, vậy còn không đi? Sao vậy? Không sao, chỉ là phải đi ăn cơm một mình rồi. Vậy mình đi ăn cùng với cậu. Được thôi. Hằng Hạ lại la lệ lạp kêu cậu tới ngồi đó. Cậu ấy đã tha thứ cho mình, làm quà với mình rồi. Có gì mà ngạc nhiên? Bạn bè tranh cãi với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? La lệ lạp, cảm ơn cậu đã tha thứ cho mình. Đều là lỗi của mình, mình không nên giấu cậu. Tôn Hâm, cậu phải nhớ, cậu có quyền làm bạn với bất cứ ai. Không cần vì để tâm tới suy nghĩ của mình mà trốn trốn tránh tránh. Cậu muốn làm bạn với ai thì cứ làm bạn với người đó. Muốn gần gũi với ai thì cứ gần gũi với người đó. Không cần để ý tới bất cứ người nào. Thật vậy sao? Nhưng mà mình cảm thấy rất tò mò, hai cậu thông đồng với nhau từ khi nào vậy? Thì ra là chuyện này. Thật ra là hồi năm lớp 10, mình đi tiệm bánh ngọt, đã gặp Hạng Hạ ở đó. Sau đó cậu ấy giới thiệu cho mình bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cậu dễ bị cám dỗ thiệt đó. Hạng Hạ, mình muốn nói với cậu một câu xin lỗi. Trước giờ mình có thành kiến với cậu, cho nên mình có thái độ không tốt khi biết Tôn Hâm chơi với cậu sau lưng mình. Mình xin lỗi nha. Cậu xin lỗi mình sao? Về chuyện lần này, cảm ơn cậu nha. Nhưng mà việc này không chứng tỏ mình sẽ thích cậu đâu. Mình giúp cậu chỉ là vì mối quan hệ với Tôn Hâm, cũng là vì cậu là bạn chung lớp A7, chứ không phải để cậu thích mình đâu. Không sao, không sao. Chỉ cần mình thích hai cậu là được rồi. Tất cả các cậu tự nhiên hòa hợp từ bao giờ vậy? Liên quan gì tới cậu? Cậu... Mà thôi, để tình cậu là nhóc mập, mình không chấp nhặt đâu. Nhóc mập cái gì chứ? Nhóc mập, nhóc mập, nhóc mập. Đánh không trúng. Tới trạm phát thanh nhiều lần như vậy rồi, lần đầu tiên mình vào phòng phát thanh luôn đó. Cậu cẩn thận đi, không được đụng chạm linh tinh vào thiết bị đó. Gặp sự cố là không hay đâu. La Lệ Lạp, cậu tới làm gì? Tới đây xin lỗi cậu lúc trước hiểu lầm cậu đó. Sao cũng được. Ý cậu là sao? Cậu có tin tôi hay không? Tôi thấy sao cũng được hết. Dù sao cũng không thẹn với lòng. Vậy thì tốt rồi. Vậy sau này chúng ta vẫn chơi với nhau không? Sau này tôi không chơi với cậu nữa đâu. Thành viên nhóm nữ thần, bao gồm cả cậu, đều đã bị tôi đá ra khỏi danh sách bạn bè rồi. Tôi phải làm việc đây, mời cậu ra ngoài cho. Nghe thấy chưa, mời cậu ra ngoài đó. La Lệ Lạp, tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn sao? Cậu tưởng mình là ai? Chuyện bài đăng vừa xảy ra, cậu đã muốn đá La Lệ Lạp ra khỏi nhóm nữ thần. Bây giờ mọi chuyện được sáng tỏ, cậu lại đi nịnh bợ La Lệ Lạp. Cậu có biết xấu hổ không? Tôi thấy chướng mắt cậu từ lâu rồi. Người như cậu mà ngày nào cũng đi theo sau nhóm nữ thần chúng tôi, cậu mới không biết xấu hổ đó. Cậu nói ai không biết xấu hổ? Nhóm nữ thần chúng tôi có tiêu chuẩn gia nhập nghiêm ngặt. Lúc đầu chính là cho La Lệ Lạp đích thân đề ra. Nhưng mà cậu ấy làm bạn với một đứa mập như cậu thì đúng là không có gu. Hoàn toàn không xứng với danh hiệu nữ thần. Chuyện này là sao? Ngang nhiên chê bai người lớp A7 chúng ta trên đài phát thanh, đúng là trắng trợn quá rồi. Tới trạm phát thanh. Đó chính là lý do vì sao tôi không muốn chơi cùng với các cậu.
Bạn bè thật sự sẽ không để bụng đối phương mập hay gầy, xấu hay đẹp. Và cũng tuyệt đối không dậu đổ bìm leo lúc bạn bè gặp khó khăn. Khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng, người không rời bỏ tôi, luôn luôn ủng hộ và quan tâm tôi, chỉ có Hâm Hâm. La Lệ Lạp, La Lệ Lạp, cậu tưởng bản thân cao thượng cỡ nào? Cậu vẫn trong mặt mà bắt hình dung đó thôi. Nếu không sao cậu thành lập nhóm nữ thần chứ? Còn kêu chúng tôi giữ dáng như là tiêu chuẩn của cậu. Mục đích ban đầu khi lập nhóm không phải là để khoe khoang, mà là để chúng ta có thể giám sát lẫn nhau, cùng nhau trở nên tốt hơn. Chính bản thân cậu đã xuyên tạc nhóm nữ thần. Cậu... Nè, Tôn Vi, cậu làm gì vậy? Đây là ân oán giữa tôi và La Lệ Lạp, liên quan gì tới cậu? Bắt nạt người lớp A7 chúng tôi là liên quan tới tôi. Lớp A7 sao? Một lớp thành tích nào cũng đứng bét, nói mà không biết ngại sao? Tôi thấy ngại thay các cậu đó. Sao vậy? Coi thường lớp A7 chúng tôi sao? Bằng về thành tích học tập, lớp A7 các cậu đứng bét, thứ hạng trong hội thao trường các cậu cũng đứng bét. Đến cả bình xét vệ sinh, lớp A7 các cậu cũng không ra gì. Tôi ngại tới mức không muốn nói nữa đâu. Cậu đừng tưởng tôi không đánh con gái là dám nói lung tung. Dù Thánh Kiệt, cậu muốn làm gì? Dám động vào con gái A3 chúng tôi sao? Dù Thánh Kiệt, người khác coi cậu là đại ca trường số 1, cậu coi mình là đại ca thật sao? Cậu dám chất vấn đại ca của bọn tôi, cậu là cái thá gì chứ? Các cậu đừng cãi nhau nữa. Lại còn đi gọi trợ thủ sao? Cậu coi, mấy người mới tới gồm ai kìa? Một baby kim cang đứng áp chót toàn trường. Một con gà hen cứ tới tiết thể dục là xin nghỉ. Còn cả một con mọt sách hay chảy máu mũi. Lớp A7 các cậu đúng là đầy người kỳ quặc. Cậu có thể nhục mạ tôi, nhưng không được nhục mạ thần tượng của tôi. Tôi nói có gì sai không? Mấy cái này đều do La Lệ Lạp nói với tôi đó. Các em làm gì vậy? Chủ nhiệm, bọn trẻ này đúng là không ra thể thống gì. Hay là như vậy, thầy để tôi đưa các em ấy về dạy dỗ một trận đi. Chắc chắn sẽ khiến các em ấy tự nhận thức mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm này. Đứng im đó. Tất cả lên sân vận động dọn vệ sinh đi. Cận hàng đó, thì ra cậu ấy cũng bị thầy chủ nhiệm phạt. Mau chụp đăng lên Weibo đi, nhanh. Không được chụp. Ngôi sao lớn thì có gì là giỏi? Cũng vẫn ở đây chịu phạt như chúng tôi thôi. Tôn Vi, cậu đủ rồi đó. Có chuyện gì thì cậu cứ nhầm vào tôi. Đúng là bao qua mồm mép. Cận hàng, cho cậu ta biết sự lợi hại của cận chọc giận đi. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Chỗ này ngoài lớp mình ra còn có người nào khác sao? Không hổ danh là cận chọc giận. Một câu nói mà chỉ còn cái lớp A3. Cận hàng, cậu đúng là không coi ai ra gì. Là mùi gì vậy? Khó ngửi thiệt đó. Có phải là ai mới vừa thả bơm không? Các cậu, lớp trưởng, bọn họ cố tình khiêu khích thôi. Đừng có mắc bẫy. Nếu như bị thầy giáo vụ phát hiện thì chúng ta bị phạt thêm đó. Một con gà hen cứ tiết thể dục là xin nghỉ như cậu, ra vẻ cái gì? Tôn Vi, cậu đừng có quá đáng. Tôi không có nói gì sai. Một thằng con trai như cậu không bằng con gái. Hèn gì hội thao năm ngoái các cậu xếp hạng bét. Năm ngoái là lớp tôi sơ ý thôi. Đấu lại một lần chắc chắn sẽ thắng các cậu. Nói miệng ai mà không nói được chứ. Được thôi, vậy chúng ta đấu một trận thi đấu giữa hai lớp, xem ai mới là gà hen. Phải đó, chúng ta đấu thêm lần nữa đi, cho cậu tơi bời tan tác luôn. Lớp chúng tôi giành hạng nhất hội thao đó, đấu với hạng bét các cậu. Nếu như mà thắng thì cũng đâu có gì dễ dàng. Nè, chúng ta còn chưa đấu. Nếu thật sự đấu, chưa biết ai thua ai thắng đâu đó. Vậy nếu các cậu lại thua thì sao? Thua thì tùy các cậu xử lý. Dù Thánh Kiệt, cậu kích động lên hại chúng ta rồi đó. Như vậy đi, nếu lớp các cậu thua thì quét rác một năm cho lớp của tôi. Ý hay đó, mình thấy cũng được. Trước khi các cậu nói chuyện, có thể suy nghĩ kỹ được không? Sao? Sợ rồi hả? Đấu. Tôi lấy thân phận lớp trưởng lớp A7 chấp nhận lời thách đấu của các cậu. Đây,
là cái giá phải trả khi các cậu phớt lờ sự tồn tại của tôi. Chủ nhiệm, thầy xem, nên phạt cũng phạt rồi, có thể để các em ấy về tự học trước hay không? Phải đó, thầy xem, ngoài kia nắng lớn như vậy, lỡ như các em cảm nắng, vậy thì phải làm sao? Nắng lớn tới cỡ nào? Không lớn, không lớn. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Thầy muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi, không sao. Chủ nhiệm, ý nghĩa của trừng phạt là để cảnh tỉnh, khiến các em ấy trưởng thành mới là mục đích cuối cùng. Chi bằng thầy để tôi đưa các em ấy về dạy dỗ một bài học đi. Được rồi, nhưng mà không có lần sau đâu. Cảm ơn chủ nhiệm. Để đám Chu Thắng Kiệt, Trương Bân, Triệu Minh đi đàm phán với lớp A3 chuyện thi đấu của hai lớp, thật sự không có vấn đề chứ? Mình có một dự cảm không lành đó. Đang đàm phán. Đang ký kết. Thư thách đấu. Thông qua hơn một giờ đàm phán giữa mình và lớp A3, hiện giờ đã quyết định 6 hạng mục thi đấu. Lần lượt là chạy 1.000m nam, chạy 800m nữ, chạy tiếp sức nam nữ hỗn hợp, nhảy xa, cầu lông và chạy buộc chân. Thời gian thi đấu là 10 giờ sáng ngày thứ Bảy. Mọi người đăng ký hăng hái vào cho mình, không được trốn tránh. Vừa rồi đại ca bọn mình quay phong lắm, người của lớp A3 sao có thể là đối thủ của đại ca được chứ? Đại ca muốn đấu với họ môn gì thì họ chỉ có thể đồng ý đấu môn đó thôi. A3 thua chắc rồi, không giống tác phong của họ đó. Không lẽ họ dễ dàng đồng ý vậy sao? Cho tôi xem thử thư khiêu chiến đi. Sao vậy? Thư khiêu chiến này có vấn đề gì sao? Vấn đề ở chỗ chia điểm số thi đấu. Tỷ lệ điểm môn chạy buộc chân nhiều người cao hơn hẳn những môn khác. Quy tắc tính điểm thi đấu. Ưu thế của lớp A3 là môn tập thể. Trong hội thao năm ngoái, tất cả các môn tập thể họ đều đạt được hạng nhất. Còn lớp mình, lớp A3 quá bỉ ổi, dám chơi khâm mình sao? Mình sẽ đi tìm họ tính sổ. Dù ít thôi, họ đã giăng bẫy sẵn rồi. Cậu đại diện cho lớp A7 chúng ta đã ký tên lên. Nếu đã ký rồi, vậy thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Mình nói rồi, người của lớp A3 không dễ đối phó đâu. Vậy thì giờ phải làm sao? Mình không thích thua đâu. Ký thì cũng ký rồi, chỉ có thể dốc sức thôi. Không sai, người lớp A3 xảo quyệt như vậy, phải cho họ bài học mới được. Tất cả các môn thắng hết đi. Phải. Xem chúng ta có treo lớp A3 lên mà đánh không. Vì tôn nghiêm của lớp A7 chúng ta. Cố gắng hết mình. Cố gắng hết mình. Hạ Văn Duệ, đăng ký môn chưa? Mình không đăng ký được không? Mình không giỏi chạy bộ, nhảy xa cũng không giỏi. Các môn bóng càng tệ hơn. Chuyện này liên quan tới danh dự của lớp mình, ai cũng phải đăng ký hết. Cậu nói đi, đăng ký cái gì? Mình đăng ký 1.000m. 1.000m.
Mình thấy cậu khá là cường tráng, đăng ký thêm môn tiếp sức đi. Nhưng mà cái gì? Không có, không có gì hết. Vậy còn tạm được. Còn cậu, đăng ký cái gì? Cách đăng ký kiểu chọn bừa kẻ mạnh này của cậu tùy ý quá rồi. Vậy thì xin hỏi cậu có cao kiến gì không? Mình nghĩ là nên đăng ký theo sở trường của mỗi người. Ví dụ như Hạ Văn Duệ, mình nghĩ cậu ấy hợp với môn cầu lông. Vì sao? Lúc trước ở sân vận động, mình từng thấy cậu ấy đánh cầu lông và chơi rất khá. Quan trọng cậu ấy thuận tay trái. Thuận tay trái so sánh với thuận tay phải, cách di chuyển sẽ khác. Như vậy có thể giành được ưu thế nhất định khi thi đấu. Cậu thuận tay trái sao? Mình thuận tay trái. Mình thường chơi cầu lông cũng chơi tạm tạm thôi. Chỉ là không ngờ Cận Hàng lại chú ý tới mình như vậy. Mình biết rồi. Hay là để cho Cận Hàng giúp chúng ta phân tích ưu điểm của mỗi người chúng ta, sau đó sắp xếp các môn có khả năng thắng nhất. Cận Hàng thông minh như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ biết sắp xếp ra sao. Như vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ thắng cao nhất. Mình thấy cậu ta chỉ biết lý luận suông thôi. Hay là cậu làm đi. Cận Hàng, cậu nói đi, mình giết. Chạy 800m nữa, thử thách tốc độ và sức bộc phát. Hay là cậu tham gia đi? Không thành vấn đề. Môn cầu lông không chỉ thử thách sức khỏe thể chất, mà còn thử thách khả năng phản xạ và khả năng quan sát. Nếu có thể áp dụng chiến thuật phát cầu biến quá đa dạng, sẽ có thể đánh đòn phủ đầu, chiếm được quyền chủ động. Lại Lệ Lạp, cậu có năng lực quan sát không tồi, cậu tham gia thi đấu cầu lông đi. Được thôi. Mình đăng ký nhảy xa. Còn về Tôn Hâm, với thể trạng này của mình không đăng ký có được không? Mình sợ liên lụy mọi người. Vậy cậu tham gia hậu cần đi. Không thành vấn đề. Dù Thánh Kiệt thì mình nghĩ ngoài chạy 800m nữa ra, môn nào cậu ấy cũng có thể tham gia. Mọi người đều rất chịu khó luyện tập, nhưng có một số vấn đề cần phải lưu ý. Đàn Nhã, cậu khá phù hợp với cầm gậy thứ tư. Là Lệ Lạp, động tác của cậu có thể dang rộng hơn nữa. Phan Đa Đa, cậu tiếp tục cố gắng. Mọi người vất vả rồi. Bổ sung năng lượng rồi tập tiếp đi. Dù Thánh Kiệt, cậu bước chân trái trước. Cận Hàng, cậu bước chân phải trước. Nào, bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 1. Chậm chút. Cậu đừng bước. Đừng bước mà. Dừng. Sai rồi. Lại sai nữa rồi. Làm lại. Dừng. Cậu ấy bước chân sai rồi. Cậu tệ lắm đó. Rõ ràng là cậu sai trước mà. Đúng là cạn lời. Được rồi. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là bồi dưỡng sự ăn ý của hai cậu đó.
Chúng ta phải thắng với cậu ta. Ăn ý sao? Tệ lắm rồi. Cạn lời. Không thể nào. Cậu muốn thắng ngay không vậy? Nghe lời mình đi. Bây giờ mình nói lại một lần nữa. Chu Thánh Kiệt bước chân trái trước, Cận Hàn bước chân phải trước. Nào, bắt đầu. Một, hai, một, hai, một, hai. Cận Hàn, cậu biết nghe hiệu lệnh hay không? Cậu đúng là đồ não rỗng. Về tập luyện lại đi. Một, hai, một, hai, một, hai, một, một, hai, một, hai, một, 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 một, hai, một. Cảm ơn nha. Chúng ta tiếp tục đi. Một, hai, một. Một, hai, một. Cách ngày thi đấu chỉ còn không ngày. Làm càng. Sức hút của thể thao là để hóa giải mâu thuẫn và tranh chấp. Từ khi có Olympic, các quốc gia đã chuyển chiến trường về sân vận động. Đây là tiến bộ trong văn minh nhân loại đó. Lớp A3 và A7, nếu bắt buộc phải dùng cách gì đó để hóa giải mâu thuẫn và tranh chấp, vậy thì thể thao chính là cách tốt nhất. Sao vậy? Tôi nói cái gì sai sao? Không có. Chỉ là cảm thấy hôm nay phải nhìn thầy bằng con mắt khác. Tôi... Trẻ con, rốt cuộc có bắt đầu không? Trận đấu bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Du Thánh Kiệt, cố lên. Kiệt tất thắng, cố lên. Chuẩn bị. Vào chỗ. Kiệt tất thắng, cố lên. Du Thánh Kiệt, cố lên. A3, cố lên. Lâu rồi không gặp.
Lớp A7 gian lận đó sao? Thắng liên tiếp 3 trận rồi. Phải biết nhìn xa trông rộng. Đừng khi kèo được mức nhất thời. Đừng có quên là còn môn mấu chốt quyết định thắng thua. Lớp mình chưa bao giờ thua. Cận Hàng đẹp trai quá. Cận Hàng kìa, đẹp trai ghê. Lớp chúng ta mạnh thiệt đó. 4-0 rồi. Tôn Vi cố lên. Tôn Vi cố lên. Tôn Vi cố lên. Tôn Vi cố lên. Gào cố lên thôi chứ gì, ai mà không gào được chứ. Hạng Hạ cố lên. Hạng Hạ cố lên. Hạng Hạ cố lên. Hạng Hạ cố lên. Tôn Vi sải cánh. A3 luôn đồng hành. Tôn Vi sải cánh. A3 luôn đồng hành. Tôn Vi sải cánh. Khẩu hiệu của chúng ta đâu? Hạng Hạ, Hạng Hạ, đạp gió để sống, cùng cậu chiến thắng. Lớp A7 luôn ủng hộ cậu. Hạng Hạ cố lên. Hạng Hạ cố lên. Hạng Hạ cố lên. Tùng Vi cố lên. Cố lên. Hạng Hạ cố lên. Tùng Vi cố lên. Tất cả chuẩn bị. Chờ vị trí. Tôn Vi cố lên. Tôn Vi cố lên. Tôn Vi cố lên. Cố lên. Tuyệt lắm. Cảm động chưa? Cảm động tới mức không dám động đậy luôn đó. Thể hiện tốt lắm. Đều nhờ có cậu. À không, các cậu cùng cố Dũng. Được đó Tiểu Kim Cang. Nhưng mà cái gì? Cậu nói tiếp đi. Nhưng mà nếu như cậu đứng ở đích, chắc chắn mình sẽ chạy nhanh hơn. Chạy tiếp sức, nam nữ hỗn hợp chuẩn bị. Đại ca, đại ca, không ổn rồi. Đàn Nhã bị trật chân rồi. Sao? Cố lên. Cố lên. Cố lên. Tiểu Kim Cang vừa chạy xong, liệu có đủ thế lực hay không? Bây giờ lo cho cậu ấy có tác dụng gì? Vừa nãy không nên đồng ý với cậu ấy. Mình tin tưởng cậu ấy. Cậu đi đâu vậy?